chơi à? Trơn xong rồi. Tại sao em không thích đánh như kia? Đi lượn ở ngoài.
tí rồi. Nói chung là em nên nên đánh nhau, không đánh nhiều nhưng mà em sẽ phải đánh một tí để cho nó kẹt cái chiều sâu của quả hình nhé, chứ không nó chỉ là một cái mặt thẳng đó. Em nhìn cái đấy nó đánh nên nó hiện lên cảm tưởng như là nó lồi lên, có nhận không? Hết khung xong rồi ai sẽ đánh ở bên ngoài một tí. Đấy, mà đánh một tí thì nó vẫn khác hơn nhiều, thì không đánh hơn. Em mở anh thấy anh ấy nghe anh nhìn nghe này. Thấy không?
mặt trời với sao mà nó đều là tỏa sáng này. Ban ngày thì mặt trời ở ban đêm là ánh sao bên sáng, ban ngày mặt trời thì nhưng nếu mà cứ hình dung nó là một ánh cái ánh sáng của mặt trời thì em nhớ đâu nó lóe. Nên cái tia là chính xác luôn. Đây hết cho anh cũng.